Hào Quang Đen xin chào tất cả các anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên thì Quang Đen xin chúc tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong năm mới. Thì ngày hôm nay trên cái video clip này thì Quang Đen muốn gửi lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân. Thứ nhất là anh Tấn và chị Mỹ Lệ ở Mỹ đã hỗ trợ cho Quang Hồng Đen 100 đô để mua sữa cho các bé sơ sinh mà Quang Hồng Đen vừa nhận. Và người thứ hai là chị Hoa Nguyễn hỗ trợ cho Quang Hồng Đen là 500.000 để mua sữa cho các bé. Người thứ ba là Trương Thanh Thúy hỗ trợ cho Quang Hồng Đen 500.000 để mua thức ăn cho các bé. Người thứ tư là chị quên bà nó cái tên này, chị Diệu Thiện, cái Zalo là chị Diệu Thiện hỗ trợ cho Hoa Hồng Đen là 600.000 để mua thức ăn cho các bé. Thì trên cái video clip này Hoa Hồng Đen xin gửi lời cảm ơn và trân trọng tấm lòng của Mạnh Thường Quân đã luôn gửi tới máy ấm cũng như là hỗ trợ cho Hoa Hồng Đen để Hoa Hồng Đen có chi phí hoàn thiện trên cái bước đường cứu hộ của mình để cứu các bé và tương trợ cho các bé sắp bị bán lò mổ cũng như là các bé đang ở máy ấm đang thiếu lương thực. Và đồng thời á, Hoa Hồng Đen không có hứa hẹn gì nhiều, nhưng mà nếu mà trên cái bước đường mà Hoa Hồng Đen đi, nếu mà Hoa Hồng Đen được nhiều sự hỗ trợ thì Hoa Hồng Đen hứa là sẽ tích lũy một ít nhỏ thành một cái quỹ để hỗ trợ cho những cái trạm mà khó khăn hơn trạm Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen không nghĩ đây là một cái sự chênh lệch hơn thua về cái tài chính của Mạnh Thường Quân, mà Hoa Hồng Đen chỉ muốn là trải lòng mình cũng như là đem tình cảm của mình để chia sẻ cho tất cả các anh chị poster của những trạm khác cũng như là các bé ở nơi khác mà đang khó khăn, thì Hoa Hồng Đen sẽ dành một phần để Hoa Hồng Đen giúp. Thì mong rằng các chị hãy mở lòng đón nhận Hoa Hồng Đen, chứ đừng có nghĩ là Hoa Hồng Đen hơn các chị hoặc là Hoa Hồng Đen nhiều tài chính hơn hoặc nhiều Mạnh Thường Quân hơn mà để làm điều đó. Mong rằng các anh chị sẽ hiểu hơn, đây là một cái thông điệp mình truyền tình cảm cũng như là kết nối lại với nhau để cho tất cả các bé không bị bỏ lại ở bất cứ cái máy ấm nào hết. Thì Hoa Hồng Đen mong là các anh chị sẽ hiểu và thông cảm cho Hoa Hồng Đen nhiều hơn. Và Hoa Hồng Đen cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân gần xa, những người yêu thương chó mèo cũng như là những anh chị luôn khổ tâm vì các bé và đang ủng hộ những cái tài chính cũng như là thức ăn cho Hoa Hồng Đen để Hoa Hồng Đen tiếp bước con đường của mình. Thì Hoa Hồng Đen sẽ hứa với tất cả các anh chị là Hoa Hồng Đen sẽ hoàn thiện hơn và làm tất cả những gì có thể để cho các bé ở máy ấm của Hoa Hồng Đen cũng như là các bé ở những cái máy ấm khác được vui vẻ hơn và no ấm hơn. Mong rằng năm mới thì Hoa Hồng Đen sẽ gặp nhiều may mắn hơn để có đủ điều kiện mà chia sẻ nhiều hơn. Và Hoa Hồng Đen cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn vì đã ủng hộ kênh của Hoa Hồng Đen, cảm ơn vì luôn tin tưởng và cảm ơn vì luôn yêu thương Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen cảm ơn rất là nhiều. Hoa Hồng Đen xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những cái video. Còn những mà thắc mắc hay là những gì mà Hoa Hồng Đen truyền tải mà các anh chị không hiểu thì các anh chị sẽ vào cái những cái buổi trực tiếp của Hoa Hồng Đen, có thể inbox và hoặc là nhắn tin riêng với Hoa Hồng Đen, số điện thoại Hoa Hồng Đen đều để trên video á, thì các anh chị có thể kết nối với Hoa Hồng Đen bằng Zalo hoặc là Weibo để mình hiểu nhau nhiều hơn. Thật ra thì tánh em thì giống như là có những lúc thì em cũng hơi ngang bướng hoặc là em cũng hơi ngang ngược xíu, thì mong là các anh chị thông cảm cho em cái vấn đề đó. Thì người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính á, cho nên là nhưng mà thực tế ra em cũng dễ thương lắm mấy anh chị. Rồi Hoa Hồng Đen xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại, mong rằng trong tương lai thì các anh chị sẽ hiểu Hoa Hồng Đen nhiều hơn. Dạ, Hoa Hồng Đen xin chào và chúc tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe và tất cả các máy ấm khác cũng may mắn trong năm tới. Dạ, Hoa Hồng Đen cảm ơn.